Có phải em mang trên áo bay hai phần gió thổi một phần mây, hay là em gói mây trong áo rồi thở cho làn áo trắng bay? Đâu phải ngẫu nhiên mà nhiều tâm hồn nghệ sĩ lại dành những lời hay ý đẹp, những nốt nhạc bổng trầm riêng tặng cho chiếc áo dài duyên dáng Việt Nam ta. Và hiếm có loại trang phục nào đã trải qua bao thăng trầm trong lịch sử, lúc được tôn vinh rồi có lúc gặp hững hờ. Thế nhưng với vẻ đẹp và sự nên thơ, chiếc áo dài truyền thống lại tung bay trong gió, dịu dàng tha thướt tạo nét duyên. Biết rằng theo nhịp sống hiện đại hôm nay, chiếc áo dài trắng tinh khôi ít xuất hiện trong những ngôi trường trung học, với nhiều lý do riêng đã nhường chỗ ít nhiều cho những trang phục khác hợp thời trang. Thế nhưng những chiếc áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam vẫn còn nhiều nữ sinh luôn quan tâm vui mặc, cấp sách đến trường mỗi bận sớm chiều. Đẹp làm sao tà áo em tung bay trong gió, lúc tan trường như bay xuống phố để đùa vui, để chiếc áo dài thấm bao kỷ niệm của tuổi học trò trong trắng thơ ngây. Làm đẹp cho những cô bé học trò tuổi tròn trăng, mà cũng là sự hoài niệm về một thời son trẻ của mẹ, của bà. Mẹ luôn giữ gìn từng nếp áo được vẹn tươi và trao tặng cho con những nét xuân một thời của mẹ. Điều đó một phần là sự yêu thương, phần thêm nữa để nhắc nhở cháu con phải luôn giữ gìn truyền thống. Vì bởi chiếc áo dài luôn thở cùng nhịp sống và chẳng bao giờ lạc lõng hay cũ xưa. Cuộc sống luôn vận động và có rất nhiều sự đổi thay. Thế nhưng chúng ta có thể tin rằng áo dài sẽ luôn hiện hữu và góp phần làm đẹp thêm cho cuộc sống. Ngoài kia nơi phố thị đông người, ngàn kiểu dáng của phục trang thời mở cửa. Thế nhưng đuôi tà áo dài vẫn kiêu sa tha thước, thu hút những ánh nhìn khi dáng ngọc nhẹ lướt qua. Phố bỗng ngập tràn áo trắng bay, trắng ôm ngà ngọc phủ gót hài, mềm mại dịu dàng vương cánh áo, mảnh mai duyên dáng đầu.